Ok, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức bốc thăm 17 bạn còn lại sau cùng thắng giải cái CD may mắn duy nhất còn lại của chị Như ha. Bây giờ anh, ok anh sẽ điểm qua lại danh sách 17 bạn trong forum đã gửi bài. Khoai tây, Tensi, Ceresmen, Khánh Hưng, Phong Vân, Phan Mai Xanh, Thanh Giang, Hoàng Kim, Janet, Tâm BT, Warriors, Black Rose, Tình, Snow Hell, Ngoại ô, Orchid và Tùng Mai Việt. Ok, và bây giờ anh sẽ nhờ một bạn nữ đồng nghiệp trong công ty cắt ra những cái tên này và bỏ vào một cái ống heo rất là xinh xắn nha ha. Bây giờ ok anh mời Loan cắt giùm anh cái tên mấy bạn này ra nhé. Nhé. Tên rồi xếp và cho vào ống heo giùm anh. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian nha. Ok đó hàng đây. Không biết mấy fan thấy cái chị mà cắt dáng chuẩn bị cho tên mình vô cái bóng heo này có hồi hộp không ha? Hồi hộp thế luôn. Trời. Chị lại ha. Bỏ vô heo. Cái này em được không? Em có dự định là tham gia cái vụ án tổ chức cuộc thi may mắn này không dạ bé Tuân? Bé Tân, anh Vũ đang hỏi bé Tân lên YouTube của em kìa. Nghe không? Nghe Vũ đang hỏi tên của em. Không, không biết. Em là cái dạng là chắc trên trời rớt xuống rồi Không, không, không là biết. em không biết là em Cái đang đó làm gì không phải không có. Tuân? Cái gì? Cái tên con là bao nhiêu đây? Khánh Hưng. Thường là Hả? tên thường lại Là một cái đứa ở trên internet nó đang chờ đợi số phận may mắn của nó bóc có trúng tên nó hay không để mà trúng một cái CD của chị Như. chị gì chị Như Quỳnh á, Như Ngọc, chị Như Ở chị phim Như mà nó nghe Quỳnh hỏi như nào chắc nó té xỉu quá Như Ngọc, Như Ngọc chị Như Quỳnh đó cưng. Đây đây chị còn cái cho chị gì bỏ vô đây, chị bóc thăm mẹ nè, mất thời bỏ gian vô lắm đó đi nha. cưng đưa cho chị bỏ vô đó đi em Không để cho anh hâm mộ quýnh em chết thì không bóc nữa còn còn coi coi tốn phí bóc không tốn phí mà bóc luôn nè bỏ vô nhanh đi bỏ ăn cao coi tốn phí không 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 ri phải không ri thì bóc bất cứ rồi ok bây giờ em đại diện lắc ha rồi lắc 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 cho nó mệt chịu rồi lắc 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 đây là sao bóc nhé để kiểm tra chúng ta sẽ bóc một cái tên bất kỳ ra từ dưới dưới nít gì dưới nít hả cái gì em lúa lúa con hạo heo lúa hạo dưới chân lại nha đang lộn cái tờ gì đó dẫn đầu nó lên anh qua tất cả các con đều đã xếp lại thành ra chị bóc không là chị quan tâm là sẽ bóc chúng ta chút tên để bóc một bạn bất kỳ ra từ trong này nè rồi ok bây giờ em sẽ bóc đại một cái tên từ con heo ra hộ anh Vũ nhé. Có thể nào để cái tên sát lại cho cái màn hình cho bạn nó nhận diện ra không ạ?
Ok, không biết mấy bạn đã thấy rõ tên của mình, người may mắn sau cùng trong cái video clip này chưa ta? Nếu nếu mình không nhầm thì đó là bạn Tên Si. Ok, vậy là cái CD sau cùng đã có chủ nhân rồi ha. Trời. Thank you for support, Bye bye, bạn đi em.